làm nghề bao năm chưa gặp trường hợp chú rể đầu hói thế này, không biết chụp kiểu gì. Đã bảo đi chụp ảnh cưới thì đội cái tóc vào, cứ ngại cơ. Này, cầm lấy đội vào đi. Kiểu tóc, ăn được cắt. Kiểu tóc layer. Set part 82. Kiểu tóc mái chéo vuốt ngược. Cuối cùng set fashion. Với ý em chưa? Có hai ca trưởng, bao nhiêu năm làm nghề chưa thấy ông chú rể nào nhiều kiểu tóc như này. Đúng là oai ca trưởng.